Ok, hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại trên ổ mình. Thì mình sẽ chơi tiếp Pokemon Sword. Thì ở tập trước thì mà các bạn thấy mình đã dừng ngay tại vị trí này. Thì mình khi mà các bạn đi lên đó thì các bạn sẽ gặp cái team màu tím. Thì nó sẽ chặn đường ở đây nha, nó sẽ dập đá chặn đường ở đây. Và sau đó các bạn sẽ có gặp thằng Firo và cái thằng áo tím mà lúc đầu mình gặp ở dưới hang đó. Thằng Firo nó sẽ mở đường chúng ta và chúng ta sẽ vào bên trong và đi xuống dưới. Đấy, ở đây sẽ có là nhiều team máu tím luôn. Và mình đã bam hết chỗ này các bạn, mình đã bam hết để cày level cũng như là cho cái mod mình lên đường mới level tiến hóa hết rồi các bạn. Đó, giờ mình sẽ tiếp tục đi. Thì các bạn đi tới qua cái cầu tới đây thì các bạn sẽ dừng lại đây một xíu. Ở đây có nhiều viên đá lửa. Và các bạn đi bên trái thì các bạn sẽ tìm được con Eevee. Thì đây chính là con Eevee mà nó chạy lạc của cái ông nhiệm vụ ngay từ đầu hang đó. Đấy, mình sẽ đem con Eevee về cho ổng. Từ từ rồi đem các bạn, mình sẽ đi tiếp xuống dưới đã. Đó, chúng ta sẽ đi vô đây. Giữ kèo này ở đây sẽ là chỗ mà đồ áo tím thôi. Đó, có cái gì đó. Đó, thằng Firo nè. Đây. Nó đang đào những quá thạch, những cái mảnh quá thạch Pokemon các bạn. Ô, một con Tyranita. Another Elite Pokemon. Yeah, thì là mình phải đánh với con Elite Tyranita nè các bạn. Còn có đánh không hay là chỉ làm cho dịu đi thôi à, chỉ calm down thôi, vậy là không đánh. Cái vòng tay của mình có thể làm cho nó mất đi cái sự khống chế của Elip. Tưởng đánh sát, chưa biết là cái vẹo gì. Nhớ giờ chúng ta sẽ về trải nhiệm vụ được rồi. Complete. Còn quà đâu? Vai. À. Yeah, ok hiểu rồi. Vậy là ông này là sinh vụ, ông ta là người bán đá tiến hóa Pokemon. Oh man. Really? Trời đất, quỷ thần ơi. Không có cho, ông không có trả mình phần thưởng gì hết mà cho mình cái này. Xem có gì bán được không, bán bớt coi. Giờ không xài Red Bell nữa, mình xài Mad Red Bell thì có rồi xài thôi. Nếu quá hạch Pokemon ít attack mình không có xài nữa. Chả vô xong chả học mà không được phần thưởng, chỉ được bán thôi. Có hai tin nhắn, một là từ Valora và một từ Amo Better Center. Dear Contest,
cái dòng loại thứ ba đã bắt đầu. Oh yeah. Một còn lại là của Bologna. Ok, bây giờ mình có thể sử dụng được tuyến tàu hỏa của đây rồi. Round 3 đã gần bắt đầu. Chúng ta cần phải quay trở về lại Amo City. Lại hồ. Giờ phải quay về Amo City đánh thôi. Đánh vòng thứ ba. Cái tật này hoài, chỗ này nó hướng nó ngược với mình, cay thiệt chứ. Đây, dòng loại thứ ba. Asetiner, ủa đủ ba sẽ trên nơ à. Thì con Lucario của mình ở level 34 là học được chiêu chiêu Awafi nha các bạn. 34 nha. Nhờ bem cái đám áo tím đó mà level lên rất là nhanh. Bắt ti được thêm mớ một cái mod mình lên được mớ level nữa. KO giờ mình là hầu như là khá là mạnh. Hệ gì nó cũng thể bem được rồi. Nhìn cái ông này là mình đấu với thằng ông xài bóng quan hệ giác đấu rồi đó. Chỉ con cá này có thể kill rớt, mình chịu hay bay này. Shatter à. Thank you.
đây thì mạnh thế, một chiêu one hit. Còn thằng Aron này thì không biết là nó đến từ vùng nào đây. My name is Aron. Vẫn là từ vùng Sihon. Thấy sâu à. À, thằng cha này là Tứ Thiên Dương. Thằng cha này là một trong Tứ Thiên Dương của vùng Sihon. Cửa này. Thằng gì thấy tên nó kỳ kỳ. Nếu có thể sâu thì phải để Chamberlain ra tài tài xỉu nó không phát. Cây nha. Đù dai vãi cứt. Thánh đù dai thiệt luôn. Này thì chơi dơ. Thank you.
rồi xong. Lại một cái message từ tiến sĩ Ivo. Nó nói tiến sĩ cần gặp mình ở cái Zoro Town. Bạn có thể tìm đến cái town này từ con đường số 12. Con đường số 12 nó sẽ dẫn chúng ta tới từ thành phố Armor City. Ok. Đây mới là Armor Town, Armor City đúng không? Đường số 12. Tờ để đi khám bệnh Pokemon đã. Cày con cho nó hưởng kinh nghiệm luôn rap bài đi. Cày nâng lên 3x chơi. Đường số 12. À đâu vậy? Ở đây. Đập cần phải lên tới đây nha. Zoro Town. Đường số 12 lên Zoro Town. Giờ nó nằm bên phía tây trên này. Giờ đi. Cái thành phố này nó quằn quại luôn thiệt. Biết đường lên thành phố, lên cái chỗ này cũng hơi khó đó. Đâu có cái ông già này. Ở trên này vẫn có một cái Pokemon, một cái store tiếp. Thằng bố này hơi bị bự nghe. Ô, vẫn chưa bắn Ultra Ball nè. Vẫn chưa có Ultra Ball mua. Đâu đường số 12 đâu vậy? How about đường số 12? Đây, đây, chính là đây.
Rồi, ok, mình xin kết thúc clip đây đi. Hẹn các bạn trong những clip tiếp theo. Bye bye.